Mặt trước mặt chúng ta là một cây dưới, vâng, một cây dưới đại. Chiều cao của cây từ dưới gốc lên trên phải đến 3,5 mét đấy ạ. Họ làm tầng tán rất là đẹp và đặc biệt là dày. Vâng, bông tán của cây dưới này thì mình thấy phải đến 80 bông ạ. Cái chiều rộng của từng bông tán chỉ cỡ từ 20 đến 25 cm thôi, nhưng họ làm rất là thanh thoát. Chúng ta cùng quan sát một cây dưới đại rất đẹp. Cái đặc điểm của cây dưới thì gần như là người ta cắt giật hết tất cả các bông dăm dày như vậy, họ đều cắt giật ạ. Vâng, thưa các bạn, mình thấy bông rất là dày, vô cùng dày luôn. Chúng ta sẽ tiến vào thử một phần bông rất dày. Các bạn hình dung sự đu đưa vào của bông tán này thì hình dung là cái độ dày của bông đến mức độ nào. Chúng ta tiến vào cái phần sau của cây nhá, phần sau của bông đi, để các bạn hình dung được cái độ dày của hơi ngược sáng. Đây, mình đứng ở vị trí này thì nó dễ hơn. Tán họ làm rất dày, hàng trăm nghìn vết cắt. Vâng, thưa các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiến qua phần thân gốc một chút xíu. Phần đế của cây thì mình thấy cũng thường thôi, nhưng mà về tay và bông thì họ làm vô cùng kỹ, vô cùng uốn lượn. Vâng, một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng vào một tác phẩm dưới đại ở trong khu vực trưng bày sinh vật cảnh của tỉnh Hà Nam, đơn vị chủ nhà. Một cây dưới nhìn xa rất đẹp. Chiều ngang từ bên tay trái sang bên tay phải cỡ 3 mét ạ. 3 mét đến 3 mét rưỡi. Với 80 bông, họ làm vô cùng dày và rành mạch nên tạo một cái điểm nhấn cho cây là tầng tầng lớp lớp. Bằng tạo lên một cái vẻ đẹp rất là hùng vĩ cho cây. Vâng, vấn đề tổng thể của cây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Hẹn các bạn trong video clip tiếp theo.